kính chào lại tất cả các quý vị mến thương. Và bây giờ, để không mất thời gian của cô chú anh chị em, cho Nguyên đi vào những cái chủ đề nóng bỏng, sôi động mà cuộc thế giới đang, trái đất nó đang loạn lên. Nguyên phải nói một câu chính xác, nó đang loạn. Ngày hôm qua Nguyên tâm tình với các quý vị, chúng ta nói về khá về vấn đề của tình hình của Trung Đông. Thì chúng ta đã cùng nhau thảo luận về những cái khảo sát và chúng ta đã từng hỏi với nhau rằng là Iran có dám tấn công Do Thái không? Nhiều bác nói không đâu, không đâu. Iran làm sao dám? Khi Mỹ đã đứng ra ủng hộ Do Thái, Mỹ đã răn đe Iran, Iran làm sao dám tấn công? Các như vậy thấy không? Những cái quan điểm đó cuối cùng kết quả như thế nào? Tối bữa thứ bảy, sáng bữa chủ nhật, hơn 200 quả tiễn và máy bay không người lái đã tấn công vào lãnh thổ của Do Thái, bắn từ Iran. Hơn cho Nguyên nhắc được hơn 200. May mắn thay cho Do Thái là cái số lượng tấn công đó nó được bị ngăn chặn. Cái số lượng ngắn công nó bị ngăn chặn. Chắc vì vậy. Nhưng mà Do Thái cũng bị thiệt hại vì không thể nào bảo vệ hết được. Cái số lượng tấn công quy mô lớn như vậy thì không thể nào cái hệ thống phòng không của Do Thái tuy rằng rất là đỉnh nhưng cũng không thể nào ngăn chặn toàn vẹn được. Nên sự tổn thất nó có, đặc biệt là ngay trong căn cứ ở miền Nam, không quân miền Nam của Do Thái bị tổn thất khá là nặng nề. Ngoài ra thì chưa nói tính mạng người dân thường cũng thiệt mạng. Và có nghĩa là gì? Có nghĩa là tình báo CIA của Mỹ hay là tình báo nội bộ FBI trong nước nước, họ có một cái nguồn tin nào đó, họ đã biết trước được là Iran đã tấn công. Ngày hôm qua Iran đã điều động 100 cái quả tiễn mà Nguyên có cập nhật cho các quý vị. Và ngay lập tức lời tiên đoán của tình báo CIA của Hoa Kỳ là chính xác. 48 tiếng đồng hồ, Iran sẽ tấn công. Thì đây là không phải là chuyện đùa các quý vị. Thế giới ngày hôm nay Nguyên nói rồi, nhiều bác cho rằng là Iran sẽ sợ Mỹ. Mà Nguyên nói là Iran không thể nào không tấn công được. Vì Iran đã leo lên lưng cờ. Iran mà không tấn công thì Iran sẽ bị lực lượng đồng minh tẩy chay. Vì cái sự mà Do Thái đã làm tấn công vào lãnh sự quán của Iran tại Syria và nhiều tướng lãnh của Iran tử vong, không thể nào bỏ qua chuyện này được. Để cho Nguyên không thấy dòng tích chat của các quý vị. Và bây giờ nó quan trọng nhất là sau cuộc tấn công này nó sẽ là như thế nào. Bây giờ tấn công thì chúng ta biết rồi đó, bây giờ nó là cái cuộc tấn công là cả thế giới đang đau đớn. Các vị biết là Liên Hiệp Quốc đang họp khẩn cấp. Sau khi cuộc tấn công của Iran là Liên Hiệp Quốc báo động liền, họp khẩn cấp liền. Liên Hiệp Quốc còn đang họp ở tại New York. Vì tình trạng khẩn cấp, nó có thể dẫn đến nhiều cuộc chiến mà chúng ta đang biết là giữa Ukraine và Nga vẫn chưa kết thúc. Nó có thể liên lụy đến cuộc chiến Mỹ và Iran sẽ bước vào cuộc chiến. Hiện bây giờ cái câu hỏi và ai cũng đang muốn hỏi, Iran đã trả đũa rồi đó. Iran đã trả thù rồi. Thì cái câu chuyện nó kết thúc từ ở đây. Hay nó sẽ tiếp tục loan tỏa ra và dẫn đến nhiều cái hậu lụy khác. Đó là một cái câu hỏi mà nhức đầu nhất trong giai đoạn này. Khi lúc đó thì hiện bây giờ thì chúng ta thấy rõ được là cái tình trạng của thế giới nó đang căng thẳng với cuộc chiến đã kéo dài 2 năm mà chúng ta đều theo dõi theo chương trình của Nguyên. Ukraine và Nga chưa kết thúc. Thì bắt đầu đã có thêm một cái vấn đề mới. Trung Nguyên nói là hiện bây giờ Anh Quốc tuy rằng Anh Quốc có lên tiếng, Pháp có lên tiếng phản bác cái cuộc tấn công của Iran. Nhưng Nguyên không nghĩ là họ sẽ tham chiến trừ khi Iran còn tiếp tục tấn công nữa. Nguyên nghĩ là tất nhiên là họ không có ưa gì Iran, họ cũng muốn đánh Iran. Nhưng bởi vì cái sai phạm đầu tiên là Do Thái là người làm trước. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, cuộc chiến tranh ở tại Gaza đã làm mất đi cái niềm tin và cái hành động của Do Thái đã mất đi cái sự ủng hộ của người dân. Nên là cái điều đó nó lại dẫn đến nhiều chánh phủ các quý vị họ đang rất là lo cái điều đó. Nhiều chánh phủ họ đang rất là lo toan. Nhiều chánh phủ họ đang rất là lo toan vì họ không biết cuộc chiến tranh này nó sẽ dẫn đi đến đâu trong những ngày kế tiếp. Có một vị mà các quý vị yêu mến đó là bác Trump nhà ta. Bác Trump có cái lời chỉ trích cho bác Joe rằng lý do mà Iran đánh Do Thái khi lúc đó Mỹ đã đứng ra bảo đảm bảo vệ Do Thái
trước khi tấn công là Mỹ đã đứng ra bảo đảm. Nguyên nhắc lại những bản tin cũ, Mỹ đã điều động tướng lãnh khu vực Trung Đông để đến Do Thái để mà yểm trợ. Mỹ đã đem hàng không mẫu hạm của mình để yểm trợ vì biết có thể bị tấn công. Nhưng mà Iran vẫn không lùi bước. Nên Tổng thống Donald Trump, ông ta nói như thế này. Ông ta nói bởi vì Mỹ đang suy yếu với cái chánh quyền yếu kém nên Iran mới khi dễ Mỹ và tấn công. Có thật gì hay không? Phải chăng là với chánh quyền Joe Biden là yếu kém như vậy sao? À, phải chăng là bởi vì là chánh quyền Joe nên là Mỹ đã không còn có sức mạnh và Mỹ không còn đủ khả năng đe dọa Iran? Đây là lời chỉ trích của bác Trump. Bởi vì do sự lãnh đạo yếu kém, đất nước Mỹ suy yếu nên Iran nó không sợ. Đối với Nguyên không phải là một mặt này. Cái mặt mà chúng ta, cái điều mà Nguyên nói á, cái lý do chính đáng nhất là sau lưng Iran còn có hai bóng dáng của hai thế lực mạnh, đó là Trung Quốc và Nga. Và hai cái thế lực này đang xúi dục Iran làm cái điều đó để trói buộc Mỹ ở trong một cuộc chiến mới. Và cái điều đó nó mới dẫn đến cái sự táo bạo, tự tin và gan dạ của Iran đã làm việc này. Nếu một mình Iran thì đố Iran dám. Nếu một mình Iran thì đố Iran dám. Đố Iran dám các quý vị. Nhưng cái đây Iran không phải một mình. Nguyên tin chắc là tại sao các quý vị trước khi Iran tấn công, các quý vị còn nhớ, Nguyên có nói với các quý vị là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đã đến Trung Quốc. Trong đó thời điểm đó có cả Việt Nam chúng ta. Khi lúc đó tình hình giữa Iran và Do Thái đang cực kỳ căng thẳng. Và Nguyên nghĩ rằng họ đã thỏa thuận với nhau về sự yểm trợ cho Iran như thế nào khi Iran sẽ bắt đầu bước vào cuộc xung đột với Do Thái. Họ đã thỏa thuận trước với nhau cái bước đi mà ngày hôm nay Iran đã chọn con đường mạo hiểm, đó là tấn công vào Do Thái. Bây giờ tình hình căng như dây đợn. Người ta không biết trong những giờ kế tiếp sẽ như thế nào. Do Thái có đáp trả lại? Nếu Do Thái đáp trả lại có nghĩa là cuộc chiến nó bắt đầu đã khiêu chiến. Nếu Do Thái ngậm đắng nuốt cay, bỏ qua cái chuyện này và giống như là tôi đã làm đầu tiên tấn công anh trả thù lại, kết thúc câu chuyện tới đây thì thôi, thì không sao cả. Nhưng hiện bây giờ là người ta sợ Do Thái sẽ đáp trả, và khi Do Thái đáp trả, Iran sẽ đáp trả và nhiều thế lực kế bên Do Thái sẽ đáp trả. Đây hiện bây giờ là một cái bối cảnh, một cái bức tranh vô cùng phức tạp. Và hiện bây giờ thì chúng ta, Nguyên nói rồi, thế giới nó sẽ loạn. Nếu Mỹ và Iran bước vào cuộc chiến, thế giới sẽ khủng hoảng. Khủng hoảng về kinh tế một cách khủng khiếp. Và cái điều đó ai cũng muốn tránh hết. Mà tránh có được hay không thì điều đó Nguyên không chắc các quý vị. Nguyên không chắc cái điều đó. Nguyên không chắc là chúng ta có thể tránh được cái cuộc chiến tranh này hay không. Bây giờ cho Nguyên hỏi các quý vị ở Mỹ nè. Mấy bác ở Mỹ, mấy bác là dân Mỹ đó. Mấy bác hiểu rõ là chánh quyền của Joe Biden. Theo mấy bác bây giờ là Mỹ đã đe dọa trước và bây giờ Iran tấn công, Mỹ có đánh chiến tranh với Iran không? Bây giờ theo mấy bác nhìn đi, mấy bác bình luận cho nó kỹ. Theo cái nhìn của mấy bác bây giờ, Nguyên nói tổng cộng là hơn 200 quả tiễn và máy bay đã tấn công vào lãnh thổ của Do Thái. Đó. Và bây giờ Mỹ có lấy cái đó là một cái bàn đạp hay là một cái cớ để trực tiếp xung đột với Iran? Theo cái nhìn của các vị này, bởi vì cái này nó mới là cái bắt đầu thôi. Nó mới là một sự việc bắt đầu. Mỹ vào cuộc đi khỏi bầu cử cũng có thể. Cũng có thể, nếu mà Mỹ vào cuộc là cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ có thể dời lại cả năm, dời lại cả năm, hay là về cái vấn đề gì đó, vấn đề bầu cử có thể. Đây là cái kịch bản mà ngày xưa người ta hay đổ lỗi cho bác Trump. Cho Nguyên nhắc lại, trong cái thời điểm mà bầu cử đó, cách đây 4 năm về trước, giữa bác Trump và bác Joe đó, thì người ta nói ông Trump sẽ tạo ra cuộc chiến tranh để cho ông tiếp tục nắm quyền. Nhưng mà thực tế thời điểm đó không có. Nhưng với sự lãnh đạo của bác Joe thì có thể. Với cái sự lãnh đạo của bác Joe thì có thể. Nhưng mà thời, trong Nguyên nhắc lại nha, thời bác Trump là người ta cáo buộc cái đó.
Người ta nói ông Trump ông sẽ tạo ra cuộc chiến để mà ông nắm quyền, nhưng mà bây giờ không biết các cái vậy. Nguyên đang lo lắng là dù hai quốc gia này không muốn chiến tranh, dù Iran và Do Thái cả Mỹ không muốn, nhưng mà các vị biết á, cái ác độc nhất là gì? Là kẻ ném đá dấu tay. Thí dụ bắn mà ai đó bắn rồi đổ lỗi cho Iran, rồi Do Thái không bắn mà ai đó bắn rồi đổ lỗi cho Do Thái. Cái điều đáng sợ nhất là cái chiêu đó, cái chiêu mà ném ném đá dấu tay và đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho người khác. Bây giờ thì mới là ngày đầu tiên xung đột bắn. Tạm thời bây giờ Liên Hiệp Quốc đang họp chưa ra cái kết quả. Nhiều quốc gia đã đưa giống như là lên tiếng kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức và phản bác cái cuộc tấn công đó. Thí dụ Tổng thống Macron nè, ông Sunak nè, mà nhiều người lắm, không phải là những cái tên tuổi mà nguyên mạng phép không nêu lên hết vì nhiều quá. Nhưng mà cái điều mà sự lên tiếng đó hiện bây giờ nó chưa dẫn đến cái sự việc là họ sẽ bước vào cuộc chiến, vì họ nghĩ rằng có thể đây chỉ là sự trả đũa và kết thúc. Nhưng lỡ ai đó các quý vị, một cái thế lực thứ ba nào đó, thí dụ là Nga, thí dụ là Trung Quốc, thí dụ là một tổ chức nào đó, họ tấn công ngược lại vào Iran và họ đổ lỗi cho Do Thái thì sao? Hay ngược lại cái tiếp tục tấn công mà không phải Iran tấn công mà một cái thế lực khác thì sao? Trời ơi, nên tại sao Nguyên nói á, cái tình hình Trung Đông nó không đơn giản giống như chúng ta nghĩ, và chúng ta quá tin rằng là Trung Đông Iran sợ Mỹ, Iran không tấn công. Nhưng mà thực tế thì các quý vị thấy rồi đó, Iran có sự hậu thuẫn, và Iran phải họ họ biết thừa chứ. Họ đụng Do Thái là họ đụng Hoa Kỳ, có thể nói là Hoa Kỳ hơi bị, nhưng mình dùng một cái câu chính xác là bị tát một bạt tai khá mạnh khi Hoa Kỳ đã răn đe, Hoa Kỳ đã đe dọa Iran, Hoa Kỳ đã gửi cảnh cáo Iran, nhưng Iran vẫn làm, vẫn đạp. Thì đây là để cho các quý vị biết là tình trạng thế giới ngày hôm nay. Ông Trung Quốc chủ mưu Nguyên cũng nghĩ là như vậy. Trời ơi, Nguyên cũng nghĩ là như vậy. Thực tế các quý vị, Nguyên đã bình luận nhiều trong bài bình luận của Nguyên rồi. Bây giờ mình nhìn trong cái cuộc chiến tranh nào thì chúng ta phải nhìn ai là người có lợi. Ai là người có lợi trong cuộc chiến? Cái người có lợi nhất bây giờ là Trung Quốc. Trong mặt nào Trung Quốc cũng có lợi hết. Mặt nào Trung Quốc cũng có lợi hết. Thứ nhất với Nga là Trung Quốc lợi quá lợi luôn. Tập đoàn công ty của nước ngoài đi là Trung Quốc hốt hết. Trung Quốc hốt không phải đơn giản là hốt để kiếm tiền không, mà Trung Quốc còn trộm cắp trí tuệ. Các người biết những cái hãng máy móc đó nó còn ở chỗ đó. Trung Quốc trộm cắp trí tuệ để mà nghiên cứu. Sau đó với Nga, Nga không còn ai buôn bán hết, bắt buộc phải mua hàng hóa của Trung Quốc và duy nhất mang giao với Trung Quốc, không còn lựa chọn. Bây giờ cái gì cũng cấm vận hết, chỉ có mua được đồ của Trung Quốc thôi. Nên là Trung Quốc bán hàng và Nga phải hạ giọng với Trung Quốc bằng cách trao đổi với Trung Quốc, bằng bán dầu hỏa với cái giá thị trường thấp hơn cho Trung Quốc. Trung Quốc có lợi hết mọi mặt. Về cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông thì Trung Quốc càng có lợi hơn. Khi Mỹ vừa vào cuộc, nền chính trị của Mỹ đang phức tạp, đặc biệt là đang lộn xộn nội bộ trong đất nước, tình hình Mỹ đang yếu về kinh tế, còn phải đang yểm trợ cho Ukraine. Và Mỹ còn phải làm đủ thứ mọi mặt mà Mỹ bị trói buộc trong một cuộc chiến tranh, thì Mỹ sẽ yếu yếu về kinh tế nhiều hơn nữa, vì lạm phát nó sẽ tăng cao. Lạm phát sẽ tăng cao, giá dầu hỏa sẽ vượt bậc, mà Nguyên đã nói nhiều ngày hôm nay, giá dầu hỏa nó đã vượt bậc. Giá dầu hỏa nó đã vượt bậc, lạm phát sẽ tăng cao, nên ảnh hưởng của kinh tế của Mỹ sẽ càng tụt dốc và Mỹ sẽ có trói buộc trong một cuộc chiến, và lúc đó Mỹ sẽ suy yếu dần. Và cái điều đó là một cái điều mà Nguyên nói á, Trung Quốc đang cầu mong cái điều đó, vì Trung Quốc muốn trở thành một cái quốc gia cường mạnh đứng hàng đầu của thế giới. Muốn làm được việc này họ phải giẫm đạp trên Mỹ, họ phải bước qua Mỹ, mà muốn làm điều đó Mỹ phải suy yếu bằng cùng một cuộc chiến. Thì cái điều mà Trung Quốc họ mong đợi từ lâu các cái vậy, và đây là cái cơ hội của họ, cơ hội của họ. Cái điều là đây nó không liên quan với NATO, vì Do Thái không phải là thành viên của NATO, và nên là những cái quốc gia nào muốn giúp đỡ Do Thái đó là tùy tùy nguyên kêu là tùy tâm mà thôi,
Chỉ có riêng biệt về Mỹ là đồng minh của Do Thái nên Mỹ có những cái trách nhiệm lớn lao hơn. Còn Pháp và Đức thì không. Tùy theo cái tình hình người dân, xu hướng của người dân châu Âu như thế nào. Nhưng mà Châu Nguyên nói thẳng là xu hướng của người dân châu Âu họ không ủng hộ cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông. Người châu Âu không ủng hộ cuộc chiến tranh tại Trung Đông. Họ có thể bận tâm cuộc chiến tranh của Ukraine nhưng họ không bận tâm cuộc chiến tranh Trung Đông vì họ đã quá hiểu cái cuộc chiến giữa Do Thái và Palestine và những quốc gia lân cận rồi. Và họ đã quá hiểu cái điều đó nên họ cũng không có còn quá mặn mà ủng hộ Do Thái trong cách đây cả mấy chục năm về trước nữa. Nên là người dân châu Âu sẽ không ủng hộ chính phủ đứng về cuộc chiến. Các như vậy, đứng về cuộc chiến. Trừ khi có những cái thảm kịch biến cố xảy ra cũng giống như cái cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái một cách đột ngột thì người dân họ mới ok không sao hết. Nhưng mà nếu cái tình trạng này thì không, tình trạng này thì không. Thì Nguyên cũng không biết là Mỹ sẽ quyết định như thế nào. Thì bữa nay Nguyên nghĩ là tội nghiệp cho bác Joe đó, nhức đầu nhức óc lắm. Bác Joe bữa nay là Nguyên bảo đảm với các tôi là ăn ngủ không yên. Vì phải làm như thế nào mới hợp lý. Nếu cứ im lặng cho cái chuyện đơn giản này bỏ qua, có nghĩa là chứng thực Mỹ đã quá suy yếu và Mỹ, tiếng nói của Mỹ không còn đủ sức mạnh và power. Nếu có hành động thì nó sẽ dẫn đến cái cuộc giao tranh và dẫn đến nhiều sự liên lụy phức tạp khác. Nên là Nguyên nói nó cái câu chuyện thì đây đâu không phải là mới. Cái bản tin này là Nguyên đã phân tích cho các quý vị cách đây một hai ngày rồi. Trong thời gian gần đây cái tin nó đang nóng dần. Thì Nguyên đã phân tích rất là rõ cho các quý vị là Iran tại sao phải tấn công. Thực tế Iran không có muốn đâu các quý vị. Iran biết tấn công nó sẽ dẫn đến mạo hiểm và chiến tranh của quốc gia. Nhưng là bởi vì Iran đã bị cái sự xúi giục và bị sự ép buộc của những cái thế lực mà trong đó có thế lực đồng minh giống như là Hezbollah rồi Hamas rồi đủ thứ cả. Rồi những cái và Iran nếu không làm thì người ta không ở khu vực đó không ai còn tôn trọng Iran nữa hết và Iran bắt buộc phải đáp trả. Và cho Nguyên nói đối với Iran đáp trả theo Nguyên nhìn nha, đáp trả tới đây là đủ. Là đủ Iran Thỏa mãn đó. Tới đây là đủ. Nhưng cho Nguyên nhưng kẻ thứ ba hung thủ thứ ba đứng sau lưng ném đá giấu tay chưa chắc muốn điều đó. Đối với Nguyên là Iran bây giờ là đủ rồi đó. Mình dù sao tôi cũng có trả thù rồi, tôi có tiếng nói với dân này. Tôi có tiếng nói với dân tôi rồi, tôi có tiếng nói với đồng minh rồi. Nếu không bây giờ tướng lãnh chết mà không có trả thù đó, thì dân nó kêu là chính phủ bất lực. Và bây giờ là tôi trả thù rồi, là tôi có tiếng nói với dân, tôi có tiếng nói với đồng minh Hamas Hezbollah của tôi rồi. Tới đây là đủ rồi, vì tôi không mạo hiểm nữa. À, nhưng mà cái người đứng thứ ba cơ, cái người mà muốn tạo cái cuộc chiến tranh này, họ có để yên hay không? Châu Nguyên nói lực lượng Wagner có khắp nơi ở tại Trung Đông hết. Mình ên cái lực lượng Wagner không, họ có thể tạo ra cuộc tấn công ở tại Trung Đông vào hai trong quốc gia này và đổ lỗi cho nhau. Đừng nói chi ai khác, chỉ lực lượng Wagner thôi cũng đã đủ mệt rồi. Và bây giờ Trung Nguyên hỏi thêm một câu khảo sát nữa. Nếu mấy bác là người Mỹ, muốn biết cái tâm trạng của mấy bác có ủng hộ cuộc chiến này hay không? Chuyện của bác Joe quyết định như thế nào thì chúng ta không biết. Quốc phòng Mỹ quyết định như thế nào thì chúng ta không rõ. Nhưng mà Trung Nguyên hỏi, theo mấy bác ở Mỹ, mấy bác có ủng hộ cuộc chiến với Iran hay không? Cá nhân của mấy bác, chứ không, Nguyên không nói là chánh quyền. À, Nguyên thấy 50-50 đó nha. Có người ủng hộ, có người không. Thì 50-50 đó. Đối với Nguyên á, là Nguyên nói một cái công tâm nha. Nếu mấy bác ủng hộ cuộc chiến bây giờ, nó là một cái bất lợi lớn nhất cho Hoa Kỳ. Nó sẽ là bất lợi lớn nhất cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều cái khó. Nếu Hoa Kỳ bị trói buộc vào cuộc chiến tranh Trung Đông, thì Nam Hàn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu Hoa Kỳ bị trói buộc vào cuộc chiến tranh Trung Đông mà kéo kiểu giống như đợt trước cái Afghanistan cả 10 năm hay gì đó, Hoa Kỳ mà bị trói buộc trong cuộc chiến tranh Trung Đông thì Nam Hàn cực kỳ là nguy hiểm. Các quý vị đã coi lại những bài bình luận của Nguyên đi. Nếu Mỹ bị trói buộc thì Nam Hàn phải rung bay bảy đó. Nam Hàn phải chuẩn bị cho cái cuộc bành trướng của Bắc Triều Tiên đáng sợ vô cùng. Và cái điều đó là cái điều mà Nguyên rất là lo lắng cho Nam Hàn nếu Mỹ bị trói buộc vào cuộc chiến này.
nếu mà Mỹ mà bị trói buộc vào cuộc chiến này thì là Nam Hàn sẽ bắt đầu bị nguy hiểm. Cho nên nhắc lời của Kim Jong Un, chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh mà chúng ta phải tìm một biện pháp thắng 100%. Cho Nguyên nói các bác lúc nãy nói à, người thứ ba chắc vui lắm, tất nhiên là vui rồi. Tất nhiên là sao không vui được. Vui rồi. Đối với Nguyên, nếu các quý vị ủng hộ cho cuộc chiến tranh này thì các quý vị phải chuẩn bị cái kinh tế suy sụp. Nha, các quý vị phải chuẩn bị là kinh tế cả nước Mỹ và cả toàn cầu nó suy sụp. Vì cái cuộc chiến tranh Trung Đông nó sẽ làm cái lạm phát dầu hỏa. Cái điều đó Nguyên nghĩ là Nguyên không cần phải nhắc đi nhắc lại, chúng ta đều hiểu cái điều đó. Nếu các quý vị mà chuẩn bị cho cuộc chiến thì các quý vị phải chuẩn bị mua một cọng dây nịt. Đặc biệt là người Mỹ ăn nhiều lắm. Mua một cọng dây nịt, quấn cái bụng mình lại, chuẩn bị đói dần. Nha, phải chuẩn bị tập đi bộ giống như Nguyên, đừng có đi xe hơi nữa. À, vì cái tình trạng lạm phát nó sẽ vượt bậc so hơn những cái gì các quý vị nghĩ. Vì sẽ không phải đơn giản là chỉ có cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông mà đâu phải là một quốc gia. Nên đối với Nguyên, cái tình trạng hiện bây giờ của nước Mỹ trong cái giai đoạn sắp sửa bỏ phiếu vào tháng 11, trong cái giai đoạn mà chiến tranh Ukraine và Nga chưa có tìm một biện pháp giải quyết, thì tốt nhất Mỹ đừng nên bước vào bất cứ một cuộc chiến nào. Giữ như vậy nó có thể giữ được cái hòa bình thăng bằng. Nếu không, Mỹ có thể vấn đề của Đài Loan, vấn đề của Nam Hàn, mà Đài Loan thì không cần thiết. Vì nếu mà Mỹ suy yếu thì Đài Loan cũng tự động thôi. Đầu tiên nhất là Nam Hàn, vì Bắc Triều Tiên, Nam Hàn đủ mạnh, Bắc Triều Tiên sẽ quýnh. Nên là Mỹ sẽ bị mất nhiều hơn đạt. Nên đối với Nguyên, tốt nhất là Mỹ giữ trung lập, giữ im lặng trong cái bối cảnh và chính trị của Mỹ nó còn chưa được thống nhất và trong cái giai đoạn bầu cử. Sau bầu cử ổn định lại, đường lối chính trị thống nhất được rõ ràng, thì lúc đó Mỹ bước vào một cuộc chiến tranh nào đó thì nó có thể tốt hơn. Chứ bây giờ Mỹ bầu cử chưa xong, chuyện gì chưa ổn. Khi đánh chiến tranh rồi các quý vị nghĩ rằng là người ta dời bầu cử của đảng Cộng Hòa, của những cái nhóm ủng hộ Bắc Trump họ đồng ý sao? Nước Mỹ nó biểu tình, nó loạn. Trời ơi, nó loạn. Nước Mỹ nội bộ nó sẽ loạn mất. Đó. Nên đối với Nguyên á, là phải sau bầu cử Hoa Kỳ thay đổi cái chức vụ tổng thống, trao đổi qua đàng hoàng, rồi củng cố chính trị an toàn trong đất nước thì mới có một cuộc chiến được. Còn nếu Mỹ và bây giờ mà đánh là Mỹ sẽ bị thiệt hại nhiều hơn đó. Mỹ sẽ mất rất là nhiều thứ. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là cái chuyện mà bình luận cho cái nhìn cá nhân. Còn do là do mấy ông Mỹ mà ông có quyết định như thế nào thì Nguyên cũng chẳng có biết. Bây giờ thì Mỹ cũng đang họp. Lo xa quá Nguyên ơi. Các quý vị nói là Nguyên lo xa quá. Nhưng mà các quý vị thấy bài những bài bình luận của Nguyên có trúng không? Các quý vị coi là những bài bình luận của Nguyên gần 2 năm nay về chiến sự nó có chính xác hay không? Giống như cái vấn đề của Iran Nguyên bình luận cách đây, các quý vị coi lại 2 3 ngày trước chương trình chúng ta bình luận, những cái phán đoán của Nguyên có đúng không? Chứ không phải là lo xa. Cái điều nó là nó không cái điều này nó không còn không phải là xa vời nữa, nó không phải là cái chuyện viển vông, nó không bao giờ xảy ra. Nó là cái chuyện mà chúng ta đã có thể đoán được trước. Chúng ta có thể đoán được trước, chúng ta còn biết đoán được cái người đứng sau lưng, chúng ta còn đoán được nhiều vấn đề. Nó đâu phải cái chuyện gì mà nó phải là khó khăn nữa đâu. Chúng ta chỉ cần nhìn kinh tế, thị trường và chiến tranh thế giới ngày hôm nay là chúng ta đã đoán ra được rồi. Thì cái điều đó tại sao các bác đừng có giống như mình nói thằng Nguyên lúc nào nó nói chiến tranh. Không phải đâu, Nguyên nói là bởi vì Nguyên thấy cái tình hình nó cụ thể. Vì Nguyên làm nghề thông tin, Nguyên nhận thông tin mỗi ngày, Nguyên nhận thông tin nóng hổi lẹ mỗi ngày, thì Nguyên có thể phán đoán cái điều trước xảy ra. Nguyên có thể phán đoán được cái điều trước xảy ra. Cái điều đó nó cũng không phải là cái gì khó. Cũng giống như các quý vị nhận được cái gì mới, cái vị biết được cái chuyện gì nó xảy ra thì các vị sẽ đoán được thôi. Thì đây là một cái điều mà Nguyên đang ở trong một cái giai đoạn mà chúng ta ngồi với nhau để chúng ta phân tích, để chúng ta nhìn cái khía cạnh. Để đặc biệt là Nguyên thì rất là hứng thú nhìn cái khía cạnh của người Mỹ, để cho thấy người Mỹ họ nhận định cái điều đó như thế nào. Họ muốn cái cuộc chiến hay không? Vì các vị phải nhớ là chính phủ không có quyền lực, người dân mới là quyết định. Nếu dân Mỹ mà không ủng hộ cuộc chiến thì ông Joe ông không làm được cái gì đâu. Nên là quan trọng là cái tâm lý của người Mỹ. Quan trọng cái đó là cái điều đó. Đầu tiên là Nguyên muốn hiểu là tâm lý của người Việt Nam chúng ta.
Rồi sau chiều nay Nguyên cũng đi sẽ khảo sát vào trong những cái diễn đàn của Hoa Kỳ, Nguyên coi cái người Mỹ họ nói cái gì, họ họ khảo sát như thế nào, tâm trạng của họ sao khi cái tình hình ở tại Trung Đông nó như vậy, thì Nguyên mới hiểu rõ được cái tâm trạng của người Mỹ nhiều hơn và biết được là Mỹ sẽ đi vào cái xu hướng nào. Trong một cái bối cảnh tình hình cả thế giới đang căng thẳng như vậy, thì Nguyên đã nói rồi, đã làm bá chủ trái đất 100 năm rồi. 100 năm. Mỹ đã giữ cái vị trí hạng nhất 100 năm. 100 năm đối với một cái quốc gia mới mới vừa thành lập thì là một cái chuyện kỳ tích rồi. Nếu mà Mỹ không khôn khéo trong cái sự việc này, trong cái giai đoạn này, Mỹ sẽ mất đi cái vị thế đó. Mà Nguyên sợ lắm các quý vị. Nguyên sợ Mỹ bị mất đi cái vị thế hạng nhất. Mà ông Trung Quốc đứng hạng nhất. Trời ơi, Trung Quốc mà đứng hạng nhất thì thôi. Nguyên rất là sợ một ngày nào đó Trung Quốc nó vượt qua Mỹ là Nguyên sợ lắm. Nhưng mà hiện bây giờ thì chưa thấy cái điều đó. Hiện bây giờ thì chưa thấy cái dấu hiệu đó. Nhưng mà Nguyên nói đó là một cái ác mộng đối với Nguyên. Một ngày nào đó mà Nguyên biết được, Nguyên nhận cái bản tin là Trung Quốc đứng hàng đầu của thế giới rồi, là Nguyên bắt đầu Nguyên hơi lo đấy các bạn. Nói chung là hiện bây giờ Mỹ đã bị gớt vào cái cạm bẫy chiến tranh của chính Trung Quốc là người lập ra. Đối với Nguyên, cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga cũng là người Trung Quốc xúi giục. Để cho Nguyên nhắc, trước khi mà Putin đánh chiến tranh thì là Putin đã gặp Tập Cận Bình. Putin đã gặp Tập Cận Bình trước khi đánh chiến tranh với Ukraine, là Putin đã gặp ông Tập rồi. Hai bên đã thỏa thuận với nhau cái gì đó, Putin trở về nước. Sau vài ngày sau Putin mới mang lệnh tấn công. Và cái điều vấn đề của Iran cũng vậy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga bỗng nhiên bay trực tiếp đến Trung Quốc rồi đó. Nguyên nó gọi xong rồi đó, thế nào cũng có chuyện đó rồi đó. Rồi Nguyên nghĩ là vấn đề của Trung Đông thế nào Iran, và hiện bây giờ Mỹ đã bị gớt vào cạm bẫy của Trung Quốc, và Mỹ có rời khỏi được cái cạm bẫy này không còn là một chuyện khác. Đây là bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay về cái thời sự quốc tế đang căng thẳng, chúng ta phải theo dõi sát. Phải nói chung một điều mà Nguyên nói gì nè, có nhiều người ghét bắt Trump lắm, nhất là người châu Âu. Người châu Âu họ không thích ông Trump, họ không thích ông bắt Trump. Nhưng mà phải nói là trong 4 năm của bắt Trump đâu có chiến tranh. Chúng ta sống ngoài cái vấn đề Covid ra là vấn đề bệnh tật, chứ đâu có chiến tranh đâu. Đâu có chiến tranh, 4 năm yên bình mà. Đâu có nghe thấy chiến tranh, chiến U, cũng đâu có nghe Kim Jong Un rồi đe dọa gì đâu. Nhưng mà vào trong thời bắt Trump thì chúng ta nghe quá lời đe dọa. Và Trung Yên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng hấp dẫn. Bye bye các quý vị. Bye bye.